Thuốc nuôi gà Điền Bình Chánh xin kính chào anh em. Số điện thoại của Điền là 0347471112. Thì ở ngay chợ Hưng Long Bình Chánh, anh em nào gần thì chợ qua nhà Điền lấy hàng trực tiếp cho mau lẹ nha anh em. Bữa nay là ngày 26 tháng 1 năm 2024. Thì bữa nay Điền sai nghệ về chiếc ra để phục vụ cho toàn thể anh em, thì Điền quay lại cái mẫu nghệ bên Điền đang bán để chia sẻ đến toàn anh em, để anh em nào có xài mình tham khảo nha anh em. Còn anh em nào xài rồi ok thì tiếp tục ủng hộ cái nghệ đỏ xà cừ bên Điền bán nha anh em. Đây là cái nghệ bột Điền xay ra từ củ, Điền xay từ củ nguyên chất, xay ra hạt lựu xong đem hạt lựu đi phơi khô một cái nữa mới xay lại thành bột, nên nó rất là mịn, rất là thơm nha anh em. Anh em ở đây là nghe cái mùi nghệ nó nồng nặc luôn á. Khi anh em mua hàng thì anh em cứ mở hũ nghệ kiểm tra, nếu đúng hàng thì anh em nhận, còn nếu mà không đúng hàng, không đẹp, không mịn như quảng cáo thì anh em có thể không nhận, rất là thoải mái. Điền ship cho anh em 1 ký, nửa ký cũng ship hết trơn nha anh em. Anh em lấy một keo như vậy nửa ký là 100.000, ship thì phí 20-23 ngày có. Anh em xài nhiều lấy 2 hũ như vậy là 1 ký là 180, ship thì phí vẫn là 20-23 ngày vẫn có nha anh em. Anh em lấy từ 5 ký trở lên thì Điền sẽ trên 500.000 thì Điền sẽ bao phí ship cho anh em đó. Ship tới nơi anh em kiểm tra nhận hàng thanh toán. Thì nói về cái công dụng của nghệ này á, đối với con gà của mình thì nó có rất là nhiều cái tác dụng quan trọng anh em. Mà cái tác dụng quan trọng nhất á, là giúp cho con gà mình có bộ gân gối cực kỳ khỏe, ấm dưỡng trong cái mùa nắng cũng như mùa mưa luôn. Anh em có thể giúp cho cặp cán của con gà mình nó bóng hơn, dãy đồ nó rất là bóng anh em, nhìn con gà mình rất là chuyên nghiệp. Nó bóng như những cái con gà danh vậy đó, những danh thủ vậy đó. Và cái tác dụng ấm gân gối của nó là cực kỳ quan trọng nhất luôn á. Quan trọng thứ hai nữa là giúp cho con gà nó đỏ vô mặt, giúp cho con gà nó săn sái nha anh em, nhịn chỉnh chu chuyên nghiệp hơn. Đó là những cái tác dụng quan trọng nhất của con gà mình á. Còn có một số anh em nữa dùng để sau khi mình đi nhảy nhót về á, gà nó bị tan đó, thì anh em có thể thoa lên những cái vết thương đó để chống nhiễm trùng nha anh em. Thì đó là những tác dụng hữu hiệu của nghệ đối với gà mình. Thì anh em nào có xài thì tham khảo nha anh em. Anh em là xài rồi ok thì ủng hộ nghệ bên Điền nha anh em, để Điền có số lượng tốt Điền đặt. Đợt này giá rất là tốt anh em, 1 ký thì 180, nửa ký thì 100, phí ship vẫn hỗ trợ cực kỳ tốt cho anh em luôn. Một vài chục ngàn không tới đâu, nhưng mà anh em rất là dễ tiếp cận, xài số lượng nhiều anh em thấy vậy chứ cũng đỡ một cái một chút, đỡ anh em tiết kiệm được vài chục ngàn so với những chỗ khác, thì mình có thể trải nghiệm những món khác đó. Mà nghệ vẫn đảm bảo chất lượng cực kỳ tuyệt đối cho anh em, tại vì đợt này Điền đã chốt cái số lượng nghệ khá rồi, nên cái Tết này không có bị đổi giá nha anh em. Có một số lợi dụng Tết này khan hiếm hàng á, hiếm nghệ khô á, nghệ ướt thì nhiều lắm, cái lên giá. Bên Điền thì bán giá rất là bình ổn nha anh em, giá rất là ngợi, mà chất lượng thì đảm bảo nha anh em. Điền đựng keo vẫn đảm bảo đựng keo cho anh em đồ đàng hoàng đầy đủ hết á, anh em lấy bao nhiêu ký Điền đựng keo cho á. Rồi vậy nha anh em nào có mua hàng thì cứ alo trực tiếp cái số điện thoại của Điền 0347471112, hoặc anh em ở gần khu vực chợ Hưng Long Bình Chánh thì cứ chạy trực tiếp qua nhà Điền. Nghệ là có sẵn hết, tất cả mẫu nghệ có sẵn hết, củ, hạt lựu và dạng bột là bán nhiều nhất anh em, sau đó tới hạt lựu. Củ thì một số anh em dùng để quay hoặc là tự mài, giờ mài ít lắm, thời gian không có mà, thì vô số về chặt ra ngâm thôi, số lượng ít lắm đó. Anh em nào có xài hú Điền nha anh em, Điền xin cảm ơn tất cả anh em đã xem clip, chào anh em, hẹn gặp nhau những video tiếp theo nha.